Quý vị, tôi là mục sư Nguyễn Chí Thiện, hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Đạo và Đời. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ trong chủ đề Đứa con vào đời, và khách mời chúng ta vẫn là mục sư Đặng Phúc Ánh. Kính mời mục sư gửi lời chào đến quý thính giả. Vâng, kính chào mục sư Thiện cũng như kính chào toàn thể quý đồng hương trong cái chủ đề rất là vui trong cái dịp ra trường của các cháu, đó là Đưa con vào đời. Kính thưa quý vị, tác giả của bài hát Nỗi buồn hoa phượng là nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông viết như thế này: mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Bên cạnh những cái mang mát buồn của các học trò khi mà từ giã với nhau để nghỉ hè đó, thì có một nỗi vui mừng rộn rã của các sinh viên và học sinh tốt nghiệp trung học và đại học. Chương trình học họ đã chấm dứt và họ đã coi như đã thành công một bước trong cuộc đời, và họ bước vào cuộc đời của họ. Và kính thưa quý vị, trong ngày lễ tốt nghiệp của các sinh viên học sinh đó, thì chắc chắn các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ cũng có niềm hãnh diện, có niềm vui mừng, và chắc chắn họ cũng sẽ bồi hồi cảm xúc nghĩ đến những tháng ngày họ đã dài công nuôi dưỡng con cái mình không lớn. Và kính thưa quý vị, trong tâm tình đó, chúng tôi muốn mời quý vị suy nghĩ về những nguyên tắc từ Thánh Kinh để chúng ta có thể hướng dẫn, đưa dắt con cái mình bước vào đời. Xin kính mời mục sư Phúc Ánh có thể chia sẻ điều đó với chúng ta hay không? Vâng, thưa quý đồng hương cũng như mục sư Thiện, có lẽ mục sư cũng đồng ý như thế này. Trong một cái khoảng thời gian dài nuôi dạy con cái, chúng ta dùng thời gian là 18 năm đi, thì mình chưa biết được cái sự thành công, chưa biết được cái tầm quan trọng chúng ta như thế nào, cho đến khi mục sư gửi con của mình vào đại học, hoặc mục sư đưa con mình vào trong cuộc đời, mà khi nó độc lập, tự sống rồi, thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta có thành công hay không. Cho nên cũng chính trong cái tâm tình đó, thì chúng ta trở lại với những cái nguyên tắc trong Kinh Thánh và những sự tư vấn về phương diện dạy dỗ con cái nữa. Thì thưa quý đồng hương, ở trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mà đúng hơn là từ hai cái vị vua thông sáng nhất của xứ Do Thái, đó là vua David và vua Solomon. Thì thưa quý đồng hương, Solomon là một vị vua mà Kinh Thánh gọi rằng đây là một vị vua khôn ngoan nhất của Do Thái. Thì có nhiều bài viết của ông giúp cho cha mẹ làm sao để hướng dẫn con cái trở nên người. Thì tôi chỉ đương cử một vài cái nguyên tắc đơn sơ, bởi vì đây là những cái nguyên tắc mà nó sống mãi với thời gian, thưa mục sư. Thí dụ như trong sách Châm Ngôn, mà Châm Ngôn thì cái lời từ ngữ đó quý vị ai cũng biết, đó là cái sự tích trữ của tất cả những gì, sự khôn ngoan của trí thông minh, mình condense, là mình kết tinh lại để rồi giúp cho thế hệ về sau này cưu mang và áp dụng những cái nguyên tắc đó. Thì quý vị thấy như thế này, ở trong Châm Ngôn, vua Solomon đã khuyên nhủ dân sự như thế này, là: hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha mẹ mình và khá chú ý, hầu cho các con biết được cái sự thông sáng. Và đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy. Bây giờ quý vị mà đưa con vào đời, thì những cái điều gì mà chúng ta giúp cho con em chuẩn bị cho cuộc đời? Thì chúng ta thấy nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta thấy ra là dạy con biết lắng nghe những người có thẩm quyền. Một sự đồng ý không? Bởi vì nếu đứa trẻ mà không có đức hạnh, không có cái sự lễ phép từ ở trong gia đình, thì bước vào trong xã hội nó sẽ bộc phát những cái sự nghịch ngợm đó. Cho nên nguyên tắc đầu tiên mà từ vị vua khôn ngoan của Kinh Thánh, đó là dạy con biết lắng nghe và vâng phục thẩm quyền. Quý vị thấy là người Việt Nam nói rằng sanh con là sanh trách nhiệm. Một điều nữa quý vị thấy, một cái đứa con thơ đó, chúng ta thấy rằng người Việt nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, nó như một cái tờ giấy trắng, và chính cha mẹ là những người ảnh hưởng đầu đời vào cho con cái. Hình ảnh của tờ giấy trắng nó còn mang hình ảnh của một cái đứa trẻ nó ngây thơ, thậm chí thờ ơ, và gọi là, chúng dùng cái từ đó là ngu ngơ và dại khờ.
Và nếu mà không có sự hướng dẫn của cha mẹ đúng mức thì con nó có thể nhiều đường hướng để mà đi. Có một cái từ ngữ rất là hay nữa mà chính vua Solomon đã dùng ở trong cái câu châm ngôn là hãy dạy cho đứa trẻ cái con đường mà nó phải biết để mà nó đi, để về sau này nó không bao giờ bị lạc lối. Cái từ ngữ hướng dẫn, dạy dỗ đó trong cái bối cảnh của Kinh Thánh nó rất là hay, thưa mục sư. Cái từ ngữ đó nó mang cái ý nghĩa là discipline, tức là mình phải kỷ luật con cái. Quý vị đã nghe cái lời nói mục sư đã áp dụng điều nhiều đó là giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Mục sư đồng ý không? Cái sự dạy dỗ mà không có nghiêm nghị, không có rõ ràng thì con cái nó rất dễ để có thể nó hư hỏng. Có giáo phải có nghiêm ở trong đó. Mình nói câu nói hay là tiên thì học lễ mà hậu thì học văn. Nên cái từ ngữ hướng dẫn ở đây nó mang đến phải có kỷ luật ở trong đó. Cái từ ngữ cũng cái sự giáo huấn ở đây nó mang ý nghĩa là training, tức là mình phải huấn luyện, tức là huấn luyện sao? Mình develop, là cha mẹ có cái bổn phận là phát triển những cái khả năng bẩm sinh của con cái. Một trong những điều mà tôi học trong sự tư vấn gia đình cũng như trong nguyên tắc của Kinh Thánh là chúng ta mớm cho con mình biết khao khát những cái điều hay lẽ phải. Khi nó làm những điều đúng, những điều tốt đó mục sư, mình khen, mình thưởng. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy những nhà tư vấn gia đình, những thầy cô giáo hay thường để trong một cái folder, một cái sticker. Hôm nay, you done an awesome work. A great, excellent work. Thì đó là những cái điều mà giúp con cái nó khao khát làm những điều công bình, những điều tốt đẹp. Và cái từ ngữ giáo huấn thứ ba trong cái ngôn ngữ của tiếng Hebrew là hướng dẫn một đứa trẻ, nó mang một ý nghĩa đó là dedication. Là nó đến cha mẹ, làm gì làm thưa mục sư, cũng phải dành thời gian. Tức là cha mẹ phải dành thời gian để mà hướng dẫn con cái, cận kề với con cái. Bởi vì chúng ta không thể nào mong đợi là trường học dạy bao nhiêu mà chúng ta trở về mà chúng ta không làm theo, hoặc chúng ta không có sự giáo huấn từ ở trong nhà mà ra. Cho nên thưa với quý đồng hương, tôi trở lại đơn sơ thôi. Đó là dạy con biết lắng nghe thẩm quyền, và dạy con, hướng dẫn con, dành thời gian với con, và giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Giống như một khi đồng ý rằng không thể nào dạy con mình trở nên một cái người chung thủy với vợ, với chồng của nó nếu cha mẹ không dạy bằng chính đời sống của mình. Cho nên trở lại quý vị, cái tình thân phụ, tình phụ mẫu với con cái hết sức là quan trọng. Chúng ta dạy bằng chính đời sống của chúng ta, thưa mục sư. Cảm ơn mục sư. Thưa mục sư, chúng ta là người Việt Nam, người Á Đông. Vâng. Thì theo quan niệm Đông Phương về gia đình và xã hội, có những câu như là đa tử đa phú, hay con đông thì mới giàu, hay là dưỡng nhi đãi lão, nuôi con để nó có thể báo hiếu cho mình trong tuổi già chẳng hạn. Vâng. Và đó là lý do mà nhiều bậc cha mẹ có vẻ quyết định cho con mình về cái tương lai, muốn cho con mình phải học bác sĩ hay luật sư chẳng hạn. và muốn các con mình phải vâng theo những cái điều ước ao của mình. Thưa mục sư Phúc, cái quan niệm đó đối với mục sư thì theo mục sư nghĩ thì nó có quá cổ hủ, có quá lạc hậu với thời đại hay không? Mục sư có thể trình bày cái vai trò của cha mẹ trong cách hướng dẫn con cái theo cái hướng dẫn Kinh Thánh thay vì cái điều đó hay không, thưa mục sư? Vâng, thưa quý đồng hương, có lẽ Phúc Ánh có một cái diễm phúc là mình sanh trưởng và lớn lên ở Việt Nam những 18-19 năm, rồi sang Mỹ định cư với gia đình, được đoàn tụ với cha, sống chung với mẹ, thì được tiếp thu thêm một cái văn hóa mới nữa. Thì mình thấy như một cái móc xích giữa hai thế hệ với nhau. Thì quý đồng hương thấy rồi, ở Việt Nam, vì cái môi trường giáo huấn và những cái ngành học đó nó quá hiếm đi, cho nên chúng ta thấy rằng cha mẹ nào cũng muốn con nó ăn học để rồi có một cái ngành nào đó chọn để mà dễ, để mà tìm cái công việc. Mà chúng ta quên rằng ở vùng đất hứa, thưa mục sư, khi vào bước cái ngưỡng cửa đại học, nó có rất là nhiều ngành. Dĩ nhiên cha mẹ nào cũng muốn con cái thành công học ngành y khoa. Ngày xưa chúng ta người Mỹ họ cũng nói rằng, ủa sao mà châu Á các ông ai cũng muốn con mình học ra kỹ sư bác sĩ hết, còn những ngành khác thì sao? Quý vị nhìn lại chúng ta thấy câu nói như thế này: cha mẹ sanh con mà trời thì sanh tánh. Cho nên đứa trẻ nó có những cái sự bộc phát, những cái sở thích riêng của nó, mà dường như người cha người mẹ Đông Phương, đặc biệt người Việt Nam nào cũng muốn rằng áo mặc sao qua khỏi đầu, mình muốn là mình quyết định thế cho con mình luôn, rồi mình bắt con, mình ép con, ép dầu ép mỡ, mà có ai người ép con. Có người cả ép duyên của con, mình ép luôn cả cái ngành học của con, rồi cuối cùng nó cũng phải đổi cái ngành. Ở đây tôi trình bày lại một điều như thế này: cái quan trọng của cha mẹ là cần phải biết được cái khả năng thiên phú của con mình và cái tầm đam mê của nó như thế nào, để chi mình mớm, mình hướng dẫn để rồi nó bộc phát cái khả năng đó. Ở đây có nhiều ngành lắm quý đồng hương, có nhiều ngành để học, cho nên cha mẹ cần phải biết. Tại vì quý vị là những người sống gần gũi với con cái. Bây giờ tôi trở lại như một sự hỏi là như vậy, những nguyên tắc ở trong Kinh Thánh đó,
thì chúng ta phải nhìn thấy con cái là những cái điều như thế nào. Thì quý vị thấy trong Kinh Thánh dạy, trở lại với mục sư, chúng ta trở lại một điều. Như vậy, Đức Chúa Trời là đấng sanh thành ra loài người. Cho nên, Đức Chúa Trời chính là một vị thân phụ cho tất cả chúng ta. Và vị thân phụ đó biết điều gì tốt cho con người, tốt hơn cho con cái của chúng ta. Cho nên, chính Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta, quý vị thấy điều này. Kinh Thánh ghi ở trong Thi Thiên, đó là, kìa, con cái là cơ nghiệp do Đức Chúa Trời mà ra. Phần thưởng của tử cung của mình, của người mẹ. Thì chúng ta thấy con cái là cơ nghiệp do Đức Chúa Trời mà ban. Tức là chúng ta thấy rằng chính Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ con cái. Đó là cái sự gọi là cái lo luật pháp của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và chính vì chúng ta hiểu rằng con cái là cơ nghiệp và chúng ta là người cha mẹ, là những người manager, những người quán xuyến. Và quan trọng là chúng ta phải biết được cái đường hướng mà Thiên Chúa muốn cho con em của mình. Vì dĩ nhiên chúng ta có trách nhiệm là hướng dẫn con cái. Ở đây có một cái lời hướng dẫn rất là hay. Kinh Thánh bày tỏ một cái cách nhìn như thế này. Một người cha, một người mẹ nuôi con giống như một cái người giỏng sĩ, thưa mục sư. Một người giỏng sĩ có một cái cung tên ở trong tay của mình và nhắm và bắn. Thì ở đây Kinh Thánh bày tỏ rằng người con trai hay là người con gái ở trong cái tuổi đang thì khác nào một cái mũi tên ở trong tay của một cái người giỏng sĩ. Thì ở đây quý vị thấy rằng cha mẹ là cái người giỏng sĩ. Cung tên đó chính là những đứa con. Mà quan trọng rằng chúng ta sẽ nhắm hướng nào để mà bắn trúng cái mục đích. Thì cái quan trọng của cha mẹ đây, thưa mục sư, đó là chúng ta phải biết được cái mục đích mà Thiên Chúa đặt cho con mình như thế nào. Đó bằng cách là mình sống cận kề với con và biết được cái khả năng, biết được cái thiên phú mà con cái của mình nó đam mê. Dĩ nhiên là những điều tốt chứ không phải những điều sai, thưa mục sư. Và một điều nữa quý vị thấy rằng mũi tên ở trong cái buổi đương thì, thì chúng ta thấy cái mũi tên đó là hình ảnh của một cái sự bảo vệ cho cha mẹ. Như mục sư trình bày đó là đa tử thì đa phú. Thì dĩ nhiên người cha mẹ nào nuôi dưỡng con cái cũng muốn là con cái mình nó sẽ giúp ích mình trở lại, giống như là dưỡng nhi để mà đãi lão, thưa mục sư. Thì chúng ta thấy rằng, quý vị thấy rằng khi mình nuôi con như vậy đó, thì dĩ nhiên khi mình nuôi con trong cái tình yêu thương thì về sau này con cái mình nó sẽ phụng dưỡng lại cho mình. Mà quan trọng đó mục sư, quý đồng hương, là chúng ta phải hướng dẫn con em. Quý vị thấy rằng đa tử đa phú là hay rồi, dưỡng nhi đãi lão, nhưng nếu giả sử chúng ta không hướng dẫn con cái nên người thì là một cái gánh nặng, mục sư đồng ý không? Nếu mà chúng ta không đưa con em mình đúng mục đích thì càng con càng đông mà chúng ta không có trách nhiệm thì chúng ta làm khổ cho chúng ta đã đành rồi mà làm khổ cho cả xã hội nữa, mục sư. Cho nên quan trọng của đồng hương, sanh con chúng ta phải sanh trách nhiệm, và hướng dẫn con cái thì chúng ta phải hướng dẫn cho đến nơi, cho đến chốn, và có nhiều cái tài nguyên để giúp chúng ta bộc phát. Và ở đây ở Mỹ thì không ngại rằng phải học y khoa, phải có công việc. Con cái mình thích cái ngành nghề nào mình biết, mình nuôi hướng dẫn để rồi con cái mình có thể gọi là bộc phát những cái khả năng thiên phú từ trái ban cho, thưa mục sư. Cảm ơn mục sư. Mình nuôi dạy con cái theo cái truyền thống Đông Phương hay Tây Phương cũng vậy. Theo tôi thì nó cũng có một phần rất là quan trọng là chúng ta dạy con bằng chính tấm gương đời sống của mình. Tôi muốn kể một câu chuyện chút xíu. Lúc tôi đã già rồi và con tôi cũng đã là 7-8 tuổi thì thân mẫu tôi đã yếu rồi, không có tự lo được. Thì tôi hay ẵm má tôi đi tắm. Thì con gái tôi nó nói ba, mai mốt ba già con sẽ ẵm ba tí nữa tắm nha ba. Con nói đơn sơ của đứa nhỏ 7 tuổi cho chúng thấy rằng cái hành động của mình nó ảnh hưởng, nó thấm sâu vào tấm lòng của đứa con mình. Và nó giúp cho đứa con mình trưởng thành theo cái cách, cái đời sống của chúng ta. Mục sư nói như vậy, Phú Ánh nhớ ngay cái câu chuyện về cái chiếc gáo dừa bằng một cái chén cơm lặn bằng cái gáo dừa. Đó là sẵn mục sư kể thì Phú Ánh nhớ tới ngay là câu chuyện rất là hay. Nguyên tắc là gì? Dạy con cách tốt nhất là dạy bằng chính cái đời sống của mình. Thì quý đã nhớ như thế này. Đứa con trai nó thấy cha mình á, mẹ mình á, khi mà sống trong một gia đình có ba thế hệ đó mục sư, thì người mẹ, người cha làm cho bà nội, bà ngoại đó một cái bát cơm, nhưng mà làm cái chén cơm đó bằng cái gáo dừa. Thì đứa nhỏ đó nó nhìn nó thấy nó hỏi, ủa tại sao con lại cầm cái bát cơm bằng sành bằng tốt, ba mẹ bằng sành bằng đá tốt, mà tại sao đưa cho bà nội, bà ngoại cái gáo dừa? Thì cha mẹ nói rằng, ô con à, bởi vì ông bà mình lớn rồi, tay run cho nên nó dễ làm rớt. Cho nên chúng ta để đỡ cho nó tốn, bà nội bà ngoại hay làm rớt, cho nên ba mẹ đưa cái này cho bà nội bà ngoại ăn. Thì về sau này cái người cha thấy rằng đứa con nó giữ lại cái chén cơm bằng cái gáo dừa đó trong phòng của nó, thì người cha mẹ thấy ngạc nhiên, ủa tại sao con lại cất cái này chứ vậy? Thì đứa con nói rằng, ô
con cất lại để về sau này ba mẹ già con cũng sẽ cho ba mẹ ăn cái gáo dừa này. Thì đó là cái mẫu chuyện quý vị đồng ý mục sư là quý vị thấy như thế này. Chúng ta không thể nào dạy con mà chỉ bằng lời nói không thôi. Theo các nhà tư vấn gia đình cũng như tất cả những tâm lý và giáo sư ngày hôm nay, quý vị thấy cái nguyên tắc hùng hồn nhất đó là chúng ta dạy con bằng chính cái đời sống của mình. Quý vị thấy, thưa mục sư, một cái nghiên cứu mà rất là hay, cá nhân tôi muốn trình bày với quý đồng hương. Người đồng phương mình đó mục sư, hay là chung tất cả người Tây phương, là khi có con rồi đó, mình hay gọi là mình chọn cái hướng đi là tôi sống vì con. Cho nên cái tình giữa phối ngẫu với nhau nó bị phai nhạt. Mà quý vị có biết rằng cái legacy là một cái di sản quý nhất cho con cái, quý vị biết đó là điều gì không? Thưa, đó chính là cái tình chung thủy với người vợ, với người chồng của mình. Đó là một cái di sản mà quý vị có thể nói rằng tôi thương con bằng cách là tôi thương mẹ của chúng hoặc thương cha của chúng. Nguyên tắc hết đơn sơ rằng người ta có thể thương con nhưng không thương vợ hoặc là không thương chồng của mình. Nhưng người ta không thể nào không thương con nếu người ta không thương mẹ của chúng hoặc thương ba của chúng. Cho nên quý vị à, tôi đã từng trải và đã là tư vấn gia đình cho nhiều gia đình. Có những người cha nói rằng tôi không còn tình nghĩa với bà nữa, tôi sẽ sống vì con mà thôi. Đây là một nguyên tắc hết sức là sai. Để lại cho đứa con một ấn tượng hoàn toàn xấu và về sau này nó có một sự ảnh hưởng tiêu cực về đời sống hôn nhân ở trong gia đình. Nếu quý vị thật sự nói rằng mình thương con, hãy thật sự minh chứng bằng lời hành động của mình là thương mẹ hoặc là thương cha của chúng trọn một cái cuộc đời. Đó là một cái di sản vô giá mà quý vị có thể gói ghém một cái hành trang đầu đời cho con của mình. Ở sáng nay tôi cũng mở ngoặc một chút xíu thưa mục sư. Những tài liệu dạy dỗ con cái nó không thiếu trong xã hội Tây Phương. Hình ảnh quyển sách làm thế nào để hướng dẫn một đứa con mà nó có những cái strong will, là những cái tính tình mạnh bạo. Rồi chúng ta thấy thêm một cái điều nữa là chúng ta cũng cần phải nhắc nhở lại khi đứa con nó được sanh ra ở trong một cái gọi là con trưởng hay con út hay là con thứ, bởi vì cái đó nó ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý và cách chúng ta dạy con nữa. Hết sức quan trọng mà chúng ta thờ ơ điều đó. Rồi chúng ta thấy rằng làm thế nào để giúp con cái nó có một cái đức hạnh tốt hơn, để hướng dẫn đứa trẻ nó ngỗ nghịch tốt hơn, thì quý vị thấy rằng những nguyên tắc đơn sơ là gì? Cha mẹ phải dành thời gian với con cái và dạy con hùng hồn nhất đó bằng chính cái tình yêu sâu đậm cho người phối ngẫu của mình và cái chính đời sống của mình. Thì đó là những điều mà tôi chỉ nhắc chừng lại trong vấn đề đưa con vào đời. Chính là chúng ta cũng là những người vào ở trong cuộc, thì chúng ta thấy rằng cái thẩm quyền của mình nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì có những người thưa mục sư, chúng ta dùng cái uy quyền để mà ép buộc con hơn là dùng cái thẩm quyền. Xin lỗi, dùng là cái thẩm quyền với cái uy quyền nó khác nhau, mà phải cần đi chung với nhau, là vừa thẩm quyền là một người cha mà vừa cái uy tín của một cái người dám nói, dám làm. Tức là mình dạy dỗ con bằng chính đời sống của mình thì con nó dễ nghe và dễ tuân theo. Và một cái mái ấm gia đình dường như không thể điều gì có thể thay thế được, quý đồng hương. Có nhiều cái sự nghiên cứu trong xã hội rằng một mái ấm gia đình trên thuận dưới hòa không điều gì có thể thay thế được. Bởi vì đứa con nó sẽ có cái sự bình yên, nó có thể học hỏi tốt hơn. Và chúng ta thấy rằng một cái đứa trẻ mà nếu không được giáo huấn ở nhà thì đứa trẻ đó thiếu sự giáo huấn một cách hết sức trầm trọng. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng mình gửi con đến trường không thôi mà không giáo huấn ở nhà thì cái bản tiếng Anh gọi là it's still an uneducated child. Cho nên nhắc chừng để chúng ta nhớ rằng cái sự quan trọng dạy con là dạy từ ở trong gia đình mà dạy ra, thưa mục sư. Xin cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị và kính thưa mục sư, theo quan niệm của riêng cá nhân tôi về nuôi dạy con cái, thì trong cái chức vụ và trong trách nhiệm một người đệ tớ Chúa, một mục sư, thì tôi suy nghĩ rằng chúng ta nuôi dạy con cái thì chúng ta làm cho nó lớn lên trên hai phương diện là thành công và thành nhân. Và phải phối hợp hai cái đó nó đồng bộ với nhau. Thành công nghĩa là mình nuôi để con cái mình trở nên một người thành công trong đời sống, tốt nghiệp. Và thành nhân là mình nuôi dạy con cái về phương diện đạo đức để con mình có thể có một đời sống đứng đắn trong xã hội. Và điều đó hết sức là quan trọng, bởi vì nếu thiếu một trong hai thì có thể sẽ có những biến cố. Tôi xin được kể một câu chuyện được đang ở trong đặc sanh hướng đi cách đây khoảng chừng 1-2 năm. Con người kể chuyện thì kể lại theo lời tâm sự của một người bạn đã thành công ở trong xã hội ở tại Singapore. Anh ta kể như thế này: tôi mồ côi cha và mẹ tôi hết sức thương tôi, nhưng mà mẹ tôi là một bà nhà quê. Và bà dồn hết tất cả nỗ lực để dạy, để nuôi tôi và cho tôi được một cái nền học vấn rất là tốt.
Nhưng mà có một điều đáng tiếc là mẹ tôi nhà quê quá, cho nên tôi xấu hổ vì mẹ tôi. Tôi tốt nghiệp trung học rồi lên đại học và tôi được qua Singapore để học vấn và thành công. Và tôi cưới vợ, có con, cuộc đời sống gia đình rất là hạnh phúc. Thì một lần nọ thì mẹ tôi đến tìm đến thăm tôi. Tôi không biết tại làm sao mà mẹ tôi đến được. Thì khi mẹ tôi đến thì cả mấy đứa con từ Quảng Hồn thấy một bà nhà quê họ nó sợ quá chừng. Thì tôi ra tôi nói bà đến đi làm cái gì, tôi không muốn gặp bà. Thì bởi vì tôi xấu hổ vì cái nhà quê của mẹ tôi và tôi sợ vợ con tôi biết được là cái gốc của tôi là dân nhà quê. Và người mẹ nói ồ xin lỗi tôi lộn, rồi người mẹ đi về. Thì sau đó một thời gian thì tôi có cơ hội trở về quê hương để làm một cái công tác gì đó. Thì sau đó thì tôi ghé thăm nhà, mục đích là chỉ để thăm nhà thôi mà không nghĩ đến cái tình mẫu tử. Thì tôi đến thì mới được biết là mẹ tôi đã qua đời trước đó có mấy ngày thôi. Và lối xóm thì đã lo đám tang cho mẹ tôi. Thì họ đưa lại cho tôi một cái thơ mà mẹ tôi viết cho tôi. Thì trong cái thơ đó thì mẹ tôi viết như thế này: mẹ rất là yêu thương con, mẹ rất là hãnh diện vì con. Con có biết không, lúc nhỏ, con còn nhỏ xíu thì con bị tai nạn hư mất một con mắt. Và mẹ đã xin với bác sĩ đã lấy con mắt của mẹ để đặt vào con mắt của con. Cho nên ngày hôm nay con nhìn cuộc đời bằng con mắt của chính mẹ. Và mẹ hãnh diện về con. Và tôi đau khổ hối hận nhưng mà cái hối hận đã trễ rồi. Cho nên kính thưa quý vị, cái câu chuyện có thật này cho tôi một suy nghĩ rằng nếu chúng ta yêu thương con, giáo dục con cái về phương diện thành công hay là trí thành dục mà không dạy dỗ về đức dục hay là thành nhân thì nó sẽ trở nên khập khiễng. Cho nên đó là câu chuyện mà tôi ước mong là chúng ta suy nghĩ cho đời sống để chúng ta có thể nuôi dạy con cái, đưa con vào đời một cách có hiệu quả và theo lời Kinh Thánh, thưa mục sư. Vâng, rồi cảm ơn mục sư. Vâng, tôi hy vọng rằng trong những lời nói chia sẻ vừa qua giúp cho chúng ta thấy được những nguyên tắc đơn sơ: dạy con biết vâng lời người có thẩm quyền, dạy con bằng đời sống của mình, và những nguyên tắc trong Kinh Thánh cũng như tư vấn về gia đình và tài liệu rất nhiều. Xin miễn quý vị tìm kiếm học hỏi để đời sống chúng ta con cái trở nên người để rồi giúp ích cho gia đình và cho xã hội. Cảm ơn mục sư. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin mời mục sư Phúc Ánh sẽ gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý đồng hương mỗi ngày mỗi tấn tới và đàn con thế hệ trẻ chúng ta ở xứ người mỗi ngày mỗi phát triển, bộc phát sự phục vụ những người con ngoan trong gia đình đến những người lãnh đạo tốt đẹp trong tương lai. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của chương trình Đạo và Đời.